đáng ra là em là định nâng cái mùi đấy xong đẹp là về là kiểu hai đứa đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị hết, đi làm tóc tai nối tóc các thứ để làm đẹp hết để đi, nhưng mà nó không có thành. Từ khi em bị mù em chưa gặp bố mẹ em luôn. Em tên Lan ở Nghệ An, em phụ mẹ chồng với chồng làm nhạc với DJ nên là em thường xuyên đi ra với chồng đi các nơi đi diễn đi đánh thôi. Chắc một năm đấy, một năm rồi xong tháo, tại vì một năm nhưng mà làm lại hai lần, kiểu khi làm cao tay á, làm cao tay quá nhưng mà nó không khép lại được góc này, rồi tháo rồi bỏ sụn khác vào nhưng mà vẫn bị đỏ đầu mũi em. Thế xong lấy mớ chung bì á đắp lên nhưng mà vẫn không hết, thế em bắt người ta tháo luôn. Đáng ra là em là định nâng cái mũi đấy xong đẹp là về là kiểu hai đứa đi chụp ảnh cưới để chuẩn bị hết, đi làm tóc tai nối tóc các thứ để làm đẹp hết để đi, nhưng mà nó không có thành. Em hầu như tháo mũi xong em ở nhà luôn á, em ở nhà luôn không ra đường, chỉ có ra quán rồi đeo khẩu trang, có con phụ mẹ rồi đeo khẩu trang rồi về nhà rồi giúp chồng thôi, chứ không có, em không dám đi uống nước rồi đi chơi ở đâu là không gặp ai luôn á. Có ước khi em sửa mũi lần đầu tiên á thì đẹp rồi, không có nghe theo bạn kiểu làm cao dài hơn một chút thì đẹp bảo thế. Em tìm hiểu kỹ lắm lần này á, em cũng xem hết ở Sài Gòn có chỗ nào làm, nhưng mà em bảo để đi xem tư vấn các thứ xem hợp lý thì mình làm, còn nhưng mà thấy gặp bác sĩ với nhân viên ở đây cũng chu đáo nên mình thấy khi nói chuyện với bác sĩ mình cảm giác là kiểu người đấy sẽ làm cho mình đẹp lên. Các bác sĩ cố gắng làm cho em thật đẹp nha. Xin chào cả nhà, là bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật tái phẫu thuật lần 3. Cái mũi của em là lần này lần thứ 3 lần thứ 4? Lần 3 ha. Cho một bạn gái rất là xinh luôn, bạn này rất là xinh. Tuy nhiên là bạn không may là hai lần đầu thì bạn làm mũi nó bị hẳn, không ứng ý và nó tạo ra một cái mũi rất là vừa ngắn này. Cả nhà thấy thông thường á là cái chuỗi mũi nó phải to hơn cái trụ của cánh mũi. Bây giờ bạn này cái chuỗi mũi nó lại nhỏ hơn cái cánh mũi, rồi nó tông teo này, cái nhà thấy không, nó bị hoại tử cho nên là nó có hiện tượng ốm bị teo lại, cái trục bị teo lại này. Rồi nó móc méo nữa, đây là do cái nhiễm trùng hoại tử nó gây ra. Thế thì trong những trường hợp mũi như thế này mà chúng ta làm bằng sụn nhân tạo thông thường thì đa số là thất bại ha. Thất bại nó sẽ viêm nhiễm tiếp và làm cho cái mũi nó càng hẳn nặng nề hơn. Nếu chúng ta làm sụn tai á thì một thời gian sau thì sụn tai nó cũng sẽ teo đi, nhìn nó thường là không còn hẳn. Còn nếu như chúng ta lấy sụn sườn ở đây, lấy sụn sườn ở đây để mình đang mũi á, thì các bạn thấy rằng là các cái mô vùng này nó đã bị teo đi hết rồi. Tại vì sụn sườn khi mà chúng ta lấy từ sườn này chúng ta đưa lên mũi thì sống còn là do thẩm thấu thôi, nhưng mà cái mô xung quanh nó bị teo do vấn đề là hoại tử nhiễm trùng trước đó rồi, đó thì cái sụn sườn nó không thể nào mà được nuôi dưỡng và giữ được. Cho nên là nếu như trường hợp này mà nếu ta dùng sụn sườn thăng thì nó sẽ gây ra hiện tượng thứ nhất là hoại tử vô trùng hoặc là bị tiêu đi rất là nhanh, hoặc là sẽ bị hấp thu rất là nhanh. Đó thì sau một thời gian mà sụn sườn tự hấp thu bị tiêu đi thì sụn sườn nó bắt đầu nó gây ra những biến chứng là không mềm hoặc là không đảm bảo được. Cho nên trường hợp này mình nếu như mà mình không có kinh nghiệm mình tiếp tục sử dụng sụn sườn thực hành thì thật sự là với kinh nghiệm của bác sĩ thì không thể đạt được hiệu quả tốt được về lâu dài sau này. Cho nên tối ưu trong trường hợp này thì chúng ta phải dùng cái sụn sườn nano sinh học. Thì sụn sườn nano sinh học thì nó tương thích cơ thể chúng ta, nó cho mạch máu và thần kinh có thể mặc vào nó hòa quyện được, nó không cần phải nuôi dưỡng cho nên là nó rất là tốt và nó không có bị thải loại cũng như không bị teo đi theo thời gian.